Với thời gian sử dụng 5 tiếng á, thì anh nghĩ là quạt dư sức để chúng ta xoay sở cho đến khi có điện. Nhưng mà cúp điện vào ban ngày thì không nói, còn buổi tối thì sao? Đó, các bạn thấy không? Trời mà tối thui như thế này á, thì việc quạt trang bị thêm một cái đèn chiếu sáng ở chân đế á, sẽ rất là tiện để cho mình sử dụng. Trời nắng mà còn cúp điện nữa thì combo đau khổ luôn á mọi người. Nhưng mà mọi chuyện sẽ khác nếu như mà chúng ta có một chiếc quạt sạc dự trù. Cái quạt này ở trong nhà thì chúng ta sẽ cảm thấy thầm biết ơn biết bao nếu như mà nhà mình có cúp điện. Và nếu chưa biết nhiều về cái quạt này thì hôm nay Ánh cũng sẽ mang đến một cái đến từ Sunhouse để xem là nó có lợi ích gì nhé. Thể hiện sự tiện dụng đầu tiên là trong quạt nhỏ gọn. Bình thường không dùng mà đem cất đi thì cũng không chiếm nhiều không gian. Quạt nhỏ nên công suất cũng không lớn, là 30W. Quạt sở hữu một màu trắng mà theo anh thấy nó sẽ dễ bám bụi bẩn đấy, nên các bạn cần chú ý bảo quản hơn nha. Tuy nhiên bù lại thì vỏ ngoài của nó là bằng nhựa ABS trơn láng và cứng cáp, với phần thân to cùng chân đế dày dặn tạo cho quạt sự chắc chắn. Với chiều cao lùng lùng của chiếc quạt này thì nó sẽ thích hợp để mình để bàn làm mát trong lúc học hay là ăn cơm, đọc sách, hoặc là tiện để trên giường ru bé ngủ chẳng hạn. Và phạm vi nó cho gió tốt nhất là trong khoảng 1,5m. Về phần lồng quạt, được làm bằng sắt phủ sơn tĩnh điện, có các nan quạt đan khít. Tương tự như những cái quạt khác, bạn vẫn dùng tay để chỉnh lồng quạt hướng lên xuống. Nhưng riêng với xoay trái phải thì không phải là nhấn nút ở trên đầu động cơ, mà là xoay núm vặn ở phía sau. Còn trên đầu động cơ bây giờ lại được trang bị quay cầm. Cái chỗ quay cầm này thì rất là tiện nắm vào, cộng thêm với việc quạt cũng không nặng nên cần di chuyển xách lên rất là gọn. Nhìn đến phần điều khiển thì các bạn có đồng ý với Ánh là trong cái kiểu thiết kế nút gạt của nó cho cái cảm giác cổ cổ giống mấy cây quạt ngày xưa không? Mà chính vì vậy nên ngay từ cái nhìn đầu tiên là thấy nó dễ xài rồi, mặc dù ngôn ngữ là bằng tiếng Anh. Và mỗi nút thì chỉ có hai lựa chọn thôi nên sẽ chẳng khó khăn gì nếu như mà ba mẹ chúng ta sử dụng. Kế tiếp, như đã nói thì đây là một cái quạt sạc, nên sau khi mà bạn bật quạt lên rồi, nếu mà mình cắm điện trực tiếp thì sẽ chọn AC, còn nếu mà sử dụng pin thì chọn DC, và thời gian sử dụng pin tối đa lên đến 5 tiếng. Còn ở đây thì có hai tốc độ cao thấp, tùy vào cái tốc độ gió mà bạn sử dụng như thế nào mà thời gian có thể thay đổi. Song song với thời gian sử dụng thì thời gian sạc pin của quạt lại rất là lâu, tầm 20 đến 24 tiếng thì các bạn mới thấy là cái đèn báo đỏ đang sạc pin của nó chuyển sang màu xanh là báo đầy pin rồi đó. Tuy nhiên thì anh thấy là mình chỉ xài pin trong trường hợp là cúp điện thôi, có nghĩa là lâu lâu thì mình mới xài pin, nên cái khoảng thời gian sạc lâu á cũng không phải là vấn đề. Với cả là trong lúc mà mình cắm điện dùng trực tiếp á thì mình vẫn có thể vừa để quạt chạy mà vừa sạc được luôn, nên khoảng thời gian sạc dài sẽ không khiến cho bạn phải chờ đợi đâu. Với thời gian sử dụng 5 tiếng á, thì anh nghĩ là quạt dư sức để chúng ta xoay sở cho đến khi có điện. Nhưng mà cúp điện vào ban ngày thì không nói, còn buổi tối thì sao? Đó, các bạn thấy không? Trời mà tối thui như thế này á, thì việc quạt trang bị thêm một cái đèn chiếu sáng ở chân đế á, sẽ rất là tiện để cho mình sử dụng. Tuy ánh sáng không lớn nhưng cũng vừa đủ để mình nhìn thấy điều khiển quạt và hoạt động trong một phạm vi nhất định. Nhà nào mà có con nhỏ thì tận dụng nó làm đèn ngủ thì cũng thích hợp lắm nha. Bên cạnh đó thì dùng nó quạt mát cho em bé là vô cùng êm, bởi vì khi hoạt động thì nó rất là êm ái. Để kiểm chứng thì các bạn có thể xem qua ánh đo độ ồn lúc quạt hoạt động ở tốc độ cao nhất, và cũng để xem quạt tốn điện như thế nào, thì đây là kết quả ánh thu được khi cho quạt hoạt động liên tục trong 8 tiếng ở tốc độ cao. Cảm nhận về nó thì hoạt động rất là nhẹ nhàng nè, đúng kiểu nhẹ nhàng đó mọi người, quay từ từ nè, lúc chạy thì cũng không có kêu è gây mất tập trung. Thế nên là nó sẽ rất là phù hợp với những mẹ nào mà có con nhỏ sử dụng nó để làm mát, hoặc là trẻ lớn hơn một chút thì có thể sử dụng trong lúc học bài. Bên cạnh đó thì cái quạt sạc này nó sẽ rất là tiện lợi cho những lúc mà nhà mình bỗng nhiên bị cúp điện, thì nó sẽ là cứu cánh giúp cho bạn không phải sống trong cái cảnh mà cúp điện bực bội nè. Rất là tiện lợi đúng không? Và giá của nó thì Ánh sẽ để ở trong phần mô tả. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay. Và nhớ like và subscribe cho Điện Máy Xanh nhé. Bye bye.